mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi các đề cử. Đề cử Mỹ nhân của năm. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Năm 2020, người đẹp tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là One Body Village, tổ chức phi chính phủ có sứ mệnh giải cứu, nuôi dưỡng và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ đã bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân khai thác tình dục trẻ em. Là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với giới trẻ Việt, Châu Bùi từng tham dự nhiều show thời trang lớn trên thế giới và được không ít nhà mốt nổi tiếng chọn mặt gửi vàng. Hồi tháng 3 năm 2020, Châu Bùi đã nhận được hiệu ứng tốt, truyền cảm hứng cho cộng đồng khi có thái độ lạc quan, tích cực trong việc cách ly tập trung sau chuyến bay đến Italy và Pháp. Khả năng catwalk xuất thần sư mẫu Võ Hoàng Yến góp phần không nhỏ mang lại thành công cho show diễn của các nhà thiết kế nổi tiếng như Đỗ Mạnh Cường, Vũ Ngọc và Son. Năm 2020, cô còn được khán giả yêu mến dành tặng biệt danh Nữ Hoàng Cách Ly bởi hình ảnh gần gũi, thân thiện trong 14 ngày cách ly tập trung sau khi từ Mỹ về nước. Sau ngôi Á quân cuộc thi Asia's Next Top Model 2017, Minh Tú đã và đang khẳng định tài năng và hình ảnh bản thân. Năm 2020, cô được xem là cây hài mới với biệt danh Thúy Liễu khi biến hơn nửa năm mắc kẹt tại Bali vì Covid-19 thành chất liệu cho loạt video hài hước, sinh động, cập nhật về cuộc sống xứ người. Năm 2020, Miss World Việt Nam 2019 Kiều Loan gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu King of Rap với rap name là Lona. Điều này cho thấy Kiều Loan không chỉ dừng lại ở danh xưng Á hậu hay người đẹp mà còn nỗ lực khẳng định mình ở những lĩnh vực khác. Xin chúc mừng cái đề cử. Đẹp của hạng mục Mỹ nhân của năm, phải nói là đây đều là những đề cử, những đối thủ vô cùng nặng ký đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có thể thấy là ai cũng có những dấu ấn, phải nói là vô cùng đậm nét và những hoạt động vô cùng tích cực trong năm vừa qua, phải không ạ? Kính thưa quý vị, đó chính là Hoa hậu Khánh Vân, Fashionista Châu Bùi, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Minh Tú và Á hậu Kiều Loan. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi xem ai trong số những Mỹ nhân này sẽ đoạt giải thưởng Mỹ nhân của năm. Thiên Vũ xin được trân trọng kính mời nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và Hoa hậu Hà Kiều Anh sẽ cùng tiến lên sân khấu để công bố đề cử thắng giải trong hạng mục này. Xin trân trọng kính mời. Lời đầu tiên, Công Trí và Hà Kiều Anh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng lâu rồi mới đứng cạnh Hà Kiều Anh đúng không ạ? Đây là một mỹ nhân trong lòng Công Trí, gọi là mỹ nhân bền vững nhất hơn mười mấy năm rồi Hà Kiều Anh ha. Thì có thể mọi người sẽ muốn nghe Hà Kiều Anh phát biểu một đôi lời trước khi mình công bố giải thưởng này. Phải nói thực sự là Kiều Anh hôm nay đứng ở đây cũng rất là run, cũng đã cùng đồng hành với lại ngôi sao .net trong mấy mùa giải rồi, mấy mùa trao giải rồi, mà lần nào thì cũng run như thế này. Mà thực sự là lúc nãy bước lên trên đây thì nói với Công Trí là thôi Trí nói đi nha, kiểu anh không nói gì cả. Và phải nói là đây là một cái mỹ nhân mà thực sự là kiểu anh cũng rất là hâm mộ. Bởi vì mỗi một lần nào mà cô xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, cô cũng làm cho mọi người gọi là gì, choáng ngợp. Choáng ngợp về phong cách trình diễn cũng như là cô rất là sắc sảo và ngoài đời cũng lại rất là, nhưng mà lại ngoài đời rất là gần gũi. Đó là một người kiểu anh xin được chúc mừng cho mỹ nhân của năm, Võ Hoàng Yến. Vâng, xin được chúc mừng siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã đoạt giải mỹ nhân của năm. Xin mời siêu mẫu Võ Hoàng Yến sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương của chương trình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, siêu mẫu Võ Hoàng Yến được biết đến với phong thái cùng khả năng catwalk vô cùng xuất thần qua loạt show diễn vô cùng nổi tiếng. Năm 2020 thì cô đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ và yêu thích hơn vì phong cách và tính cách hài hước, thân thiện, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng trên các phương tiện truyền thông trong thời gian thực hiện cách ly tập trung. Vâng, và kính thưa quý vị, cô đã đạt được tỷ lệ bình chọn của hội đồng chuyên môn và độc giả là 30,5%, một con số rất là ấn tượng. Và bây giờ chúng tôi rất là muốn được lắng nghe những chia sẻ của
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, người được mệnh danh trong giai đoạn rất là đặc biệt vừa rồi, nữ hoàng cách ly, với những hình ảnh, những video clip rất là ấn tượng, rất là dễ thương gửi đến tất cả mọi người. Xin mời Võ Hoàng Yến cùng chia sẻ. Dạ, lần đầu tiên thì thật sự bây giờ cũng là rất là hồi hộp ạ. Hoàng Yến xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn báo Ngôi Sao .net. Xin được cảm ơn báo Ngôi Sao .net đã có một cái buổi lễ trao giải rất là ấn tượng và uy tín như thế này. Và cái giải thưởng lần này thì Hoàng Yến xin được gửi cho tất cả những người đã ekip của Hoàng Yến, quản lý, makeup và hair stylist, tất cả những người đã luôn đồng hành với Yến dù trong bất kỳ một khoảnh khắc nào, các bạn luôn luôn hỗ trợ cho mình. Xin được cảm ơn tất cả những phóng viên, những anh chị em đồng nghiệp, nghệ sĩ đã luôn yêu thương cho Yến. Và xin được cảm ơn tất cả các fan đã bùng ngày đêm cày vote và ủng hộ cho Yến để Yến có thể ẵm cái giải thưởng trên tay một cách hạnh phúc nhất ạ. Và một lời cuối cùng nữa, Hoàng Yến muốn dành cái giải thưởng này cho ba mẹ của mình. Và Yến biết là ba mẹ của mình cũng đang xem chương trình này trực tuyến trên Ngôi Sao. Và đây là một cái giải thưởng mà đã ghi dấu ấn trong rất là nhiều năm, hơn 10 năm làm nghề của Yến, và Yến sẽ cảm thấy rất là trân trọng nó. Và một người này Yến muốn cảm ơn, đó chính là ông xã tương lai của Yến, dù cách xa nửa vòng trái đất, nhưng mà anh vẫn luôn ủng hộ cho Yến trên con đường sự nghiệp nghệ thuật trong mấy năm vừa qua. Và xin được cảm ơn mọi người, đây là một động lực cho Yến để tiếp tục lan tỏa những năng lượng tích cực nhất đến cho xã hội và lan tỏa đến mọi người những sức mạnh của sự sẻ chia. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn sự mẫu Võ Hoàng Yến rất nhiều. Xin chúc cho Võ Hoàng Yến sẽ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tràn đầy sự tự tin và tươi trẻ, và sẽ có một cái kết viên mãn trong con đường tình yêu của mình nhé. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho mỹ nhân của năm, Võ Hoàng Yến.